với mục đích tạo sân chơi cho thiếu nhi và tổng kết các hoạt động hè năm 2022. Ngày 7 tháng 9, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Lâm Vĩ đã tổ chức thành công hội thi văn nghệ, tổng kết hè và đèn trung thu. Tham dự hội thi có 10 chi đội của các thôn xóm trên địa bàn xã Lâm Vĩ. Mỗi đội tham gia 2 nội dung thi gồm văn nghệ và thi mô hình đèn trung thu. Ở nội dung thi văn nghệ, các chi đoàn xóm đã đem đến cho khán giả các tiết mục hát múa đặc sắc về tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, bảo vệ môi trường, Tết cổ truyền Trung thu. Các chi đoàn cũng đã đem đến hội thi những mô hình đèn Trung thu được thiết kế độc đáo, đặc sắc và đẹp mắt, đảm bảo theo các tiêu chí mà ban tổ chức quy định như kích thước, tính sáng tạo, thân thiện với môi trường, đồng thời có nội dung thuyết trình, truyền tải được những thông điệp ý nghĩa mà đội thi mang đến. Cháu cảm thấy không khí Trung thu hôm nay rất vui ạ. Cháu thấy nó rất ý nghĩa, rất đông vui, nhộn nhịp và có bổ sung thêm rất nhiều kiến thức cho cháu nữa ạ. Cháu rất hân hoan và cảm thấy muốn tới Trung thu thật là nhanh để cùng đi chơi rước đèn cùng và cỗ cùng các bạn ạ. Hội thi văn nghệ tổng kết hè và đèn Trung thu đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng của xã Lâm Vĩ tham gia. Đồng thời, hội thi cũng đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của bà con nhân dân trên địa bàn xã, tạo ra không khí vui tươi rộn ràng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho chi đoàn xóm Làng Quyền, trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích toàn đoàn. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao 2 giải nhất thành phần cho tiết mục văn nghệ hay nhất và mô hình đèn trung thu đẹp nhất. Nhân dịp này, đoàn xã Lâm Vĩ cũng đã tặng 10 suất quà trung thu cho 10 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Hội thi văn nghệ tổng kết hè và đèn trung thu là một trong những hoạt động chính mà chúng tôi xác định rằng đây sẽ là một trong những cách thức để chúng tôi có thể góp phần giáo dục truyền thống cho các em thiếu nhi, các đồng chí đoàn viên thanh niên nhớ về văn hóa nguồn cội, về văn hóa, những cái nét văn hóa đặc sắc của dân tộc. Từ những chiếc đèn lồng trung thu được làm từ chính tay các đồng chí đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi, cũng như là có sự góp sức của các bậc phụ huynh cũng như là toàn xã hội, kêu gọi cái sự ủng hộ đồng lòng từ cấp ủy chính quyền cũng như là thể hiện sự quan tâm chăm sóc của cấp ủy chính quyền đối với các em thiếu nhi. Và hội thi văn nghệ tổng kết hè cũng như là đèn trung thu năm 2022 sẽ giúp cho các em thiếu nhi có thật nhiều động lực và niềm vui trước thềm bước vào năm học mới. Sau hội thi, trong tiếng trống, tiếng kèn rộn rã hòa với âm thanh của các bài hát về Trung thu, các em thiếu niên nhi đồng đã cùng với các anh chị đoàn viên thanh niên đi rước đèn Trung thu trên các trục đường chính của các xóm trên địa bàn xã, tạo ra không khí rộn ràng vui tươi của ngày Tết trông trăng. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, tạo sân chơi vui tươi bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng của xã Lâm Vĩ để các em được giao lưu, đón một cái Tết Trung thu đầy ý nghĩa.